Xin chào tất cả các bạn nhé. Trở lại với kênh của mình, hôm nay thì mình sẽ tiến hành vệ sinh cái máy giặt đây. Thì trông thì nó sạch sẽ thế này thôi, nhưng mà mấy năm nay mình không vệ sinh ở bên trong này thì chắc là nó rất bẩn. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra để vệ sinh nhé. Thì dụng cụ của chúng ta gồm có đây một tô vít và hai cái khóa 10. Thì hai cái này cái nào cũng được. Thì cái máy giặt là hệ này, Sanyo này thì nó cũng giống như Aqua. Nó là Aqua. Thì mỗi cái, nhưng mà mỗi cái máy thì nó có cấu tạo khác nhau nhé, nó mở nó cũng khác nhau. Thì cái này thì nó có một cái ốc ấy, mình lại cái này lên và bên đây nó cũng có cái ốc ở đây, nhưng mà nó phải mở cái mặt nạ này ra bảo vệ máy ra. Bây giờ chúng ta phải khóa nước vào, khóa nước và mở hai con ốc đây và con ốc đây, tháo cái mặt nạ này ra. Và tháo cái mặt nạ này ra nữa này, cái này nó không à, đây cái đằng sau này nó chỉ có hai con ốc thôi, như cái này thì nó không có ốc đâu. Chúng ta lạy nó lên thôi, lạy lên để chúng ta lấp nhấp hết ra. Thì chúng ta tháo nước đây để cho cái vị trí nó rộng rãi, nó làm chứ để trong đây không làm được. Mình chia sẻ sơ với các bạn, thì tin lát nữa mình làm thì nó không có người phụ quay nên là chắc là nó không quay chi tiết được. Nhưng các bạn xem chi tiết lúc ráp vào, nắp vào. Nắp vào thì nó cũng như thành tháo ra thôi. Cái nào tháo ra trước. À, mình tiến hành mình làm nhá, chia sẻ cùng các bạn. Mình để lên cái giá. Mình sẽ dùng tô vít mình tháo một con ốc ở giữa đây này. Đấy, mình bạn thử lâu lâu ngày không tháo chắc là nó khó tháo ấy. Mình phải dùng hai tay mới làm được, chặt lắm. Cái vị trí này cũng không thể để tháo hết ra được, mình phải khóa nước lại rồi mình nôi ra ngoài thì mới làm được. Bạn xem theo dõi video của mình nhé. Đây mình lôi hắn ra đây, mình sẽ tháo. Đầu tiên mình sẽ tháo con ốc của đáy mình tháo rồi, giờ mình sẽ tháo con ốc của cạnh sườn đây. Mình dùng con dao mình nạy cái bảo vệ ra. Mình tháo từng bộ phận một, cứ từ từ làm vừa ngâm cứu, làm mà vội vàng quá là nó hỏng đồ của chúng ta. Đây nó là những cái bảo vệ thôi, nó không ảnh hưởng gì đến dây cả. Sau một hồi loay hoay mình đã tháo được nó ra rồi. Đây giờ mình sẽ tháo nốt cái mặt nạ trên cái lồng giặt này ra để mới nhấc được cái lồng ra. Mình sẽ dùng tô vít mình tháo những cái lẫy và cái con ốc ra. Nó có ba con ốc và ba cái lẫy. Mình tiến hành vặn ốc. Vì dao hơi dài nhá, mình tháo chi tiết này thì các bạn xem mới hiểu được.
Ok, giờ mình lật cái mặt nạ này ra, cũng mang đi vệ sinh luôn, nó cũng bẩn rồi. Và giờ mình sẽ tiến hành tháo cái lồng giặt này ra nhá. Đấy, rồi mình nhấc sang bên tay trái theo ngược kim đồng hồ. Dưới đáy nó có ba con ốc thì mình tháo luôn rồi, bốn con. Bốn con mình tháo rồi. Giờ mình xoáy ngược cái mùi đấy, nó cũng không chặt lắm. Lý ơi, ra hộ này. Bỏ mấy máy cái vào bê cái này ra rửa đi, rút hẳn ra, bỏ ra hẳn ra ngoài không cháy, không mở cái toilet đi, bê cái này sang bên đấy nộn lên từng mấy xịt xịt xà bông các thứ ở cho sạch sẽ. Cái nồng nộn lên 7 năm mở to cái đấy ra, ý là xem chảy nước chảy toang nha. Đây các bạn xem, nó rất là bẩn luôn. Giờ mình sẽ xịt nước vào dùng bàn chải và xà phòng vệ sinh nhé. Mình múc từng ca ra cho tôi nó, mình tháo hết điện và nước cấp vào nên là không không thể tự động, nên là mình thủ công dùng cái ca múc ra. Đây mình chỉ là hai cái này đi. Đây. Em làm tiếp. Lấy bàn chải đánh cho xà phòng. Sau khi mình đã vệ sinh sạch sẽ, mình sẽ vặn bốn con ốc lại để sao cho nó đúng tâm. Mình
vặn lại. Đầu tiên mình vặn bằng tay đó. Bốn con lúc mình tháo ra mình không quay được giờ đây các bạn nhìn nhé. Nó dùng cái khóa 10 để tháo bốn con này để nhấc cái lồng giật ra. Bây giờ mình lại lắp lại. Mình vặn tay cho nó đều, chuẩn nổ rồi chúng ta sẽ dùng khóa 10 mình siết chặt. Vặn thật chặt lại. Xong úp cái mặt vặn chặt xong úp cái mặt nạ của cái con ốc xoáy nữa là ok. Chia cái này đi. Đây mình làm từ từ chia sẻ cùng các bạn xem video ủng hộ kênh. Video hôm nay hơi dài, các bạn xem hết để biết cách mình làm nhé. Mình sẽ xoay cho nó đều, mình không nên vặn một ốc chặt mà mình sẽ vặn đều đều. Khi nào nó đều chặt chặt tay hết thì chúng ta mới hẳn siết lại. Vặn ốc thì vặn theo chiều vào, vặn theo kim đồng hồ, vặn vào theo chiều kim đồng hồ. Đấy, mặt nạ này cứ chúng ta tháo ra, nhớ lúc nào tháo ra thế nào thì nắp vào như thế. Ta dùng tô vít để siết chặt lại. Nó cũng đơn giản như vậy thôi.
ok đấy. Mình vặn lại những cái con ốc ở dưới cái mặt nạ này nữa là ok. Những cái ốc nó ẩn ở dưới cái mặt nạ, trước mặt nạ. Chiếc mặt nạ hai con, bên đây một con, bên kia một con, trên một con. Đằng sau hai con ở dưới mặt nạ, cái nọt mặt nạ đây này, giờ mình vặn lại lắp nạ nữa là ok. Xong là mình chạy thử, giặt thử luôn, chia sẻ cùng các bạn. Thì các bạn xem video trên kênh cái video hữu ích thì nhớ cho mình xin mình đăng ký một nick kia. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Video này hơi dài. Thank you.
ok rồi, và mình xin kết thúc video đây nhé. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào video sau nhé. Xin chào các bạn, nhớ cho mình xin nhờ đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chào.